cơ cấu giải thưởng cuộc thi vẽ tranh Toyota 2024 chiếc ô tô mơ ước. Theo thông báo từ ban tổ chức báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng công ty ô tô Toyota Việt Nam thì cơ cấu giải thưởng cuộc thi như sau. Cuộc thi cấp quốc gia, gồm 160 giải với phần thưởng và giấy chứng nhận có xác nhận của ban tổ chức. 1. Giải nhất, 15 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng Việt Nam. 2. Giải nhì, 15 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng Việt Nam. 3. Giải ba, 30 giải, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng Việt Nam. 4. Giải khuyến khích, 90 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng Việt Nam. 5. Giải bình chọn online, 10 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng Việt Nam. Bên cạnh đó, ngoài các tác phẩm đạt giải trên, 50 bức tranh lọt vào top 200 bức tranh xuất sắc nhất của vòng chung kết tại cuộc thi sẽ nhận được giấy chứng nhận và một phần quà nhỏ của ban tổ chức. Bình chọn được thực hiện qua fanpage của cuộc thi https://www.facebook.com/cscotomoucc/bình-chọn-được mở dự kiến vào tháng 1 năm 2025. Cuộc thi cấp quốc tế. Ban tổ chức sẽ chọn ra 9 bức tranh xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi cấp quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 3 năm 2025. Cơ cấu giải thưởng. Giải thưởng dành cho thí sinh. 1. Giải thưởng lớn, 3 giải. Mỗi giải trị giá 5.000 đô la Mỹ. 2. Giải đặc biệt, 2 giải, mỗi giải trị giá 5.000 đô la Mỹ, bao gồm giải Legend of Future of Car, dành cho tác phẩm xuất sắc thể hiện những thay đổi của xe ô tô trong tương lai về cả khái niệm và thiết kế. Giải Wekidoki, dành cho tác phẩm xuất sắc thể hiện niềm vui khi sở hữu xe và tinh thần lái xe một cách hứng khởi. 3. Giải khuyến khích, 21 giải, mỗi giải trị giá 3.000 đô la Mỹ. Giải thưởng dành cho trường của thí sinh đạt giải. Trường mà năm thí sinh đạt giải thưởng lớn hoặc đạt giải đặc biệt đang theo học gồm trường tiểu học, hoặc trung học cơ sở, hoặc trung học phổ thông sẽ nhận được phần thưởng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Phần thưởng này không áp dụng cho các câu lạc bộ, trung tâm mỹ thuật. Ban tổ chức sẽ gửi giải thưởng tới các thí sinh đạt giải. Kết quả cuộc thi cấp quốc tế dự kiến sẽ được ban tổ chức thông báo vào cuối tháng 8 năm 2025.